tất cả các chị đẹp của nhà TTV. Thêm một cái form đầm xuân A dành cho các chị nào nhà mình béo bụng nữa nha. Và nếu như mà các chị nhà mình đang có những cái khuyết điểm, ví dụ như là bụng to, eo bánh mì, thì các chị nhà mình có thể chọn những cái mẫu đầm form xuân A giống như em Nhung đang mặc. Mã sản phẩm em đầm này là TTV315 và giá của em nó chỉ có 355.000 thôi. Vẫn áp dụng chương trình cho các chị là hỗ trợ giảm cho mình 20.000 kèm cho em ưu đãi miễn phí ship toàn quốc dành cho chị nào nhà mình ở xa không ghé cửa hàng của nhà em được nha. Cái form đầm mà em Nhung đang mặc nè, nó sẽ kết hợp cái phần lai đuôi cá và cái phần tay bèo như thế này, thêm cái phần ren tạo cho cái điểm nhấn mẫu đầm TTV315 này trông nó trẻ trung hơn, sang trọng hơn. Và chất liệu vải của em nó là thun mịn nhắc độ co giãn thoải mái cho mình ạ. Có thiết kế hai phần túi ở hai bên. Mẫu này thì chị đang có mặt tại ba chi nhánh của nhà em luôn. Địa chỉ là 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Các chị có thể ghé ngang qua để săn em đầm TTV315 hai tông màu đen hoặc là màu đỏ giúp em Nhung nhé. Và thêm một thiết kế màu đỏ đô của mã sản phẩm TTV315 em Nhung đang giới thiệu cho các chị. Chất liệu vải thun mịn là một chất liệu vải rất là thoải mái dành cho chị em nào nhà mình chuyên đi công sở hoặc là mình đi tiệc nhé. Kết hợp thêm cái phần ren lưới chấm bì ở cái phần tay làm cho cái mẫu đầm này nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Và thêm cái phần đuôi cá phía dưới là vải nữa. Mẫu đầm TTV315 mà em Nhung đang mặc thì có giá chỉ có 355.000 thôi. Nếu như mà các chị nhà mình chia sẻ bài viết này sẽ được hỗ trợ giảm giá còn 335.000. Và size của em nó sẽ từ 45 cho tới size 72 cân, các chị mặc vừa nhé. Ghé liền ba chi nhánh của nhà TTV để mình cùng săn sản phẩm TTV315 mà em Nhung đang mặc. Hoặc là mình có thể comment đặt hàng lên trên bài viết này là 315 đỏ số điện thoại hoặc là 315 đen số điện thoại, sẽ được các bạn chuyên viên bên nhà em liên hệ lại tư vấn và gửi mã giảm giá kèm mã ưu đãi miễn phí ship cho các chị nhà mình nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các